Ờ, thư sư sư có dạy an trú chánh niệm trước mặt là quán luồng hơi thở trước mặt như vậy đâu còn là quán thân trên thân như lời phật dạy nữa à vì nó khi đó luồng khí đã ở ngoài thân đã không còn nằm trên thân hay cũ thân nữa trong um, phân tích đạo sâm um, -tí phi Samphida Mắc Gá Ngài Xá Lợi Phất có nêu những cái ô nhiễm, những cái chướng ngại của việc hành thiền hơi thở như sau. Thứ nhất là người chạy theo sự chuyển động của hơi thở, tức là hơi thở vào họ theo dõi sự chuyển động của hơi thở đi vào trong cơ thể rồi theo dõi hơi thở đi ra khỏi cơ thể thì như vậy đó họ sẽ làm cho cái định của họ bị ô nhiễm rồi khi mà hơi thở vào họ có sự trông ngóng hơi thở ra khi hơi thở ra họ có sự trông ngóng hơi thở vào khi đó cái định của họ bị ô nhiễm rồi khi hơi thở khi họ theo dõi hơi thở chạy đi vào đi ra khỏi cơ thể cái hình dạng hơi thở nó thay đổi theo cái sự tưởng tượng của người đó chính điều đó làm cho hơi thở bị ô nhiễm Và cái vấn đề tiếp theo đó là gì? Họ theo dõi hơi thở bằng sự xúc chạm của hơi thở vào cơ thể của họ. Và cái họ xúc theo dõi hơi thở bằng sự xúc chạm vào cơ thể của họ đó. Khi định trở nên thâm sâu, các xúc chạm trở nên nổi bật. Khi đó, các cảm thọ sẽ quấy rầy và định của họ bị ô nhiễm rất nhiều người họ hành thiền theo dõi hơi thở bằng cái điểm xúc chạm của hơi thở vào cơ thể của họ và khi đó họ bị đủ thứ vấn đề khiến cho định bị họ bị ô nhiễm ví dụ như cảm thọ trở nên nổi bật cảm giác nóng hoặc lành hoặc nặng hoặc nhẹ hoặc lân lân thì những cái cảm thọ đó nó khiến cái đình của họ bị ô nhiễm và từ đó họ không thể đi đến mục đích tức là hành thiền dựa trên hơi thở dù cho đó là thiền chỉ hay là thiền quán ừ. Chính bởi vì như vậy cái chuyện mà chúng ta theo dõi hơi thở bằng cái hơi thở bên trong cơ thể hoặc theo dõi hơi thở bằng cái nơi đụng chạm, xúc chạm của hơi thở bên trên cơ thể nó sai. À, nếu như quý vị có cái lòng muốn biết là ông sư này ông nói, ông căn cứ vào đâu, à, vui lòng mà mở cái quyển phân tích đạo nhà chánh thân này có dịch rồi, à, Google ra phân tích đạo ngày chánh thân này có dịch. À, quý vị xem qua cái phần hơi thở hứng? cho nên khi mà chúng ta hành thiền nói riêng và các cái vấn đề còn lại nói chung chúng ta căn cứ theo kinh tạng và các chú giải thì nó sẽ chắc chắn và an tâm hơn Là chúng ta Căn cứ vào Cái suy nghĩ cá nhân ừ. Hơi thở nó vẫn là một phần của thân Chứ không phải là mình nghĩ là Cái hơi thở thì nó Nó phải nằm ở trong thân thì nó mới là thuộc về thân Còn hơi thở nằm ở ngoài thân thì nó không phải thuộc Ngoài thân Hơi thở của mình mà Hơi thở của mình mà ừ. à, Quý vị theo dõi á quý vị theo dõi một người mà họ hút thuốc khi họ thở ra bằng cái lỗ mũi thì cái khối đó đó nó đi nó sẽ có một cái luồng khối cái luồng khối đi ra khỏi cơ thể thì như vậy đó như vậy đó, nó vẫn là một phần của thân hơi thở mẫu vị quán nó cách thân một đoạn nó vẫn là một phần của thân chứ nó không phải là nó đi ngược với kinh tạng nghe nó vẫn là một phần của thân còn à, quý vị không tin ông sư hành tuệ thì quý vị đi hỏi những uh, vị thiền sư có um, uh, có uy tín ví dụ như thiền ba ốc hmm. uh, còn uh, còn mà quý vị hỏi mấy ông có khi quý vị nghĩ mấy ông sư Việt Nam thì Mấy ổng người này nói về người kia Nói người kia thì không chắc Thì quý vị đi hỏi thẳng mấy vị thiền sư á Mấy vị thiền sư người miếng Rồi Hoặc là cứ tham dự mấy khóa thiền ở miếng đi Như là qua báo ốc thiền thiền Rồi Quý vị sẽ biết Là cụ thể Cái hơi thở mình phải đặt ở đâu Phải hỏi Phải hỏi các ngài nha Chứ còn nếu mà hỏi không rõ đó Quý vị cũng lơ mơ lắm Tức là hơi thở Còn phải đặt cái điểm hơi thở Quan sát hơi thở ở đâu Nó ở cách lỗ mũi một đoạn Cách lỗ mũi một đoạn Hay là nó phải nằm dính ở trên cái lỗ mũi Hoặc là nó phải chạy trong cơ thể con Hỏi cho nó rõ thế? Nếu quý vị không tin sư Thì cứ đi hỏi Và quý vị nhắm không tin nữa thì cứ cứ mở ra mở kinh sách ra coi à, sư lặp lại ha mở cái quyển thanh phân tích đạo ha ngài chính thân ngài có dịch rồi